Xin chào anh chị ạ, hôm nay chia sẻ tới anh chị về lịch ngày giờ tốt của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 8 năm 2023, năm Quý Mão. Tháng 8, tháng Tân Dậu tính theo lịch tiết khí bắt đầu từ mùng 8 tháng 9 tới mùng 8 tháng 10 dương lịch ạ. Thì đầu tiên để mà chọn được ngày giờ tốt thì chúng ta sẽ loại bỏ các ngày giờ mà xung với năm, xung với tháng và xung với tuổi. Ở đây chúng ta loại bỏ ngày giờ là Dậu, Mão, Tuất, Mão Dậu xung nhau, Dậu Mão xung nhau, Thìn Tuất xung nhau. Chọn ngày giờ tốt theo các tiêu chí đó là gì? Quý nhân, thiên lộc, thiên mã, thiên can, địa chi hợp. Rồi quý nhân của tuổi Bính Thìn tại Dậu và Hợi, thiên lộc tại Tỵ, thiên mã tại Dần, Thân, Tý, Thìn, 3 tuổi này thiên mã đều tại Dần. Tam hợp của Thìn là gì? Thân, Tý, nhị hợp hoặc là lục hợp anh chị nhá, là tại Dậu. Thiên can hợp là tại Tân, thật tiếc quý nhân lục hợp lại là địa chi Dậu lại bị loại bỏ, hơi tiếc mất ngày Dậu, một ngày rất là đẹp, một ngày khá là đẹp. Rồi thiên can hợp là Tân, Bính Tân hợp với nhau, nếu mà chọn được ngày Tân Dậu rất là hay, không thì Tân Tỵ được mà Tân Hợi được, đều đẹp cả. Rồi để mà tìm được ngày tốt thì chúng ta sẽ phải biết thời gian là một này, biết thiên can địa chi là hai. Thì ở cái bảng này thì có 3 phần anh chị cần lưu ý nhé. Thứ nhất là phần thời gian, thời gian tính theo lịch lịch tiết khí, lịch dương lịch 8 tháng 9, 9 tháng 9, 19 vân vân cho tới mùng 8 tháng 10. Thiên can thì ngày đầu tháng là Tỵ Tỵ, tiếp theo là canh ngọ, nó Tỵ Kỷ, canh Tân Nhâm Quý, chúng ta cứ chạy thứ tự thôi. Tỵ ngọ mùi thân cho tới ngày cuối cùng của ngày tháng là ngày Kỷ Hợi. Rồi chúng ta sẽ loại bỏ hai ngày, ngày đầu tháng và ngày cuối tháng, những ngày người ta gọi là giao nhau giữa các tiết khí nó bị hỗn độn, nó không được thanh khí mà nó nhiều chọc khí, nó không thuần nhất nên loại bỏ. Rồi tiếp theo chúng ta tìm các địa chi mà xuất hiện ở trên đây, ở các ngày này nếu mà có thấy xuất hiện địa chi này là chúng ta tích nó lại để biết đó là ngày quý nhân, thiên lộc, thiên mã, tam hợp, lục hợp. Chúng ta có ngày Dần, ngày Tý, ngày Dần, ngày Tỵ, ngày Thân, ngày Hợi. Tôi lấy theo chiều kim đồng hồ cho nó dễ đọc nhé. Tý, Dần, Tỵ, Thân, Hợi. Tý, Dần, Tỵ, Thân, Hợi đây, Thân đây. Tiếp theo là Hợi, tiếp theo là Tý, Dần, rồi là Tỵ. Tý, Dần, Tỵ, Thân, Hợi đúng không ạ? Thân này, Hợi này, Tý này, Dần này, Tỵ này, Thân này. Ngày Hợi là ngày cuối cùng của tháng, chúng ta không dùng anh chị nhé. Rồi việc đầu tiên là tìm địa chi, các ngày mà có địa chi trên đây. Tiếp theo nếu ngày nào mà có thiên can tân thì anh chị tích thêm một lượt nữa vào, thì nó sẽ được hai cái ưu điểm, hai cái tốt: Nhâm, Ất, Bính, Mậu, Tân. Đây Tân Tỵ là một ngày rất là đẹp, là Giáp, Đinh, Mậu, rồi là Canh, Quý, Bính. Như vậy là ở đây chúng ta có ngày 20 là một ngày rất là đẹp, anh chị nên tận dụng ngày này. Tân Tỵ tại sao đẹp? Tân Tỵ tại sao đẹp? Bính Tân hợp với nhau, Bính Lộc tại Tỵ, đó thiên can thì có sự ứng hợp, rồi là gì? Bính Lộc tại Tỵ, một ngày rất là hay. Hơn thế nữa, ngày Tân Tỵ, Tỵ với Dậu lại hợp nhau, nằm trong cái thế tam hợp, Tỵ Dậu tam hợp anh chị nhá. Tức là thứ nhất cái ngày này nó hợp với tháng, cái thứ hai nó có nhiều cái điểm mà hợp với tuổi, một ngày rất là tuyệt vời. Đấy là phần về chọn ngày. Chúng ta còn hai phần nữa cần giải quyết, đó là phần gì? Chọn giờ, và phần thứ ba cũng là một phần rất quan trọng. Rồi phần thứ hai chọn giờ nhá. Ví dụ ngày 11 Nhâm Thân thì cách chọn nó như nhau thôi. Tôi ví dụ ngày 20 đi. Cái ngày này là ngày nên dùng này. Ngày 20. Đầu tiên là ngày nào giờ đó thì chúng ta dùng được giờ Tỵ. Tân lấy quý nhân giờ theo ngày anh chị nhá. Giờ theo ngày và loại bỏ các ngày giờ đã loại ở trên đây, cần phải loại ở trên đây, đã ghi ở trên đây. Dậu Mão Tuất thì chúng ta có Dậu Mão Tuất, Dậu này thì chúng ta loại bỏ Dậu thôi, còn các giờ như là Tỵ này, Dần này, Ngọ này, Sửu Thân này, chúng ta đều dùng được hết. Nếu mà trong cái giờ, trong cái số giờ này mà nó có cái giờ nào, địa chi nào mà xuất hiện hai lần thì giờ đấy rất là tốt. Tỵ, Dần, Ngọ, Sửu Thân là những cái giờ mà dùng được trong ngày Tân Tỵ của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 8 năm 2023. Tương tự tôi ví dụ một ngày khác anh chị nhá. Làm lần lượt đi, Ất Hợi đi. Ất Hợi thì tất nhiên chúng ta phải loại bỏ Tỵ rồi, Tỵ Hợi chung nhau. Tiếp theo là Dậu Mão Tuất có không ạ? Dậu Mão Tuất đây, Mão đây, chúng ta lại phải loại bỏ Dậu Mão Tuất, còn lại các giờ là Hợi, Thân, Tý, Mùi, Dần. Tiếp theo ngày Bính Tý chúng ta loại bỏ giờ Ngọ. Tiếp theo là Dậu Mão Tuất, ở đây có Dậu này, ở đây có Dậu này. Còn lại là gì? Là Tý, Sửu, là Hợi, Tỵ, Dần, Thân, Thìn, là đúng giờ dùng được. Mậu Dần tương tự thôi. Thân loại này, Dậu Mão Tuất đúng không ạ? Tuất này. Dậu Mão, còn lại những giờ là Dần, Sửu, Mùi, Tỵ, Ngọ, Hợi là chúng ta dùng được. Tiếp 20 thì tôi làm rồi, Giáp Thân đi, Thân này. Chúng ta loại bỏ Dậu Mão Tuất ở đây không. Rồi ở đây có Dậu thôi, còn Thân, Sửu, Mùi, Tý, Thìn là những giờ dùng được trong ngày 23.
Giáp Thân. Tiếp theo ngày 26 tương tự. Ở đây có Dậu này, Mão này. Còn lại các giờ Hợi, Dần, Ngọ, Mùi là chúng ta dùng được đúng không ạ? Tiếp theo Mậu Tý. Rồi. Dậu, Mão, Tuất. Ở đây anh chị để ý xem có không, không có đúng không ạ? Tất cả các giờ này đều dùng được. Canh Dần, Dậu, Mão, Tuất ạ, Tuất bỏ này. Anh chị để ý cái ngày 29 Canh Dần có những cái giờ rất là hay, đó là giờ Dần, nhưng mà giờ Dần là 3 đến 5 giờ sáng. Giờ Ngọ là gì? 11 đến 13 giờ trưa. Đó, giờ Ngọ 11 đến 13 giờ trưa mà khai trương, mà nhập trạch, mà ăn cơm ăn uống rất là đẹp đúng không ạ? Còn giờ Dần 3 5 giờ sáng thì tùy thôi, tùy kế hoạch của mỗi người thôi. Quý Tỵ tương tự này, Dậu là loại bỏ này. Dậu, Mão loại bỏ này, còn giờ Tỵ, Tý, Sửu và Thân. Ngày mùng 5 Bính Thân tương tự thôi, Dậu, Mão chúng ta loại, còn lại là Thân, Hợi, Tỵ, Tý, Thìn đó. Còn giờ nào? Giờ đây là giờ theo can chi anh chị nhá. Giờ Tý là 23 đến 1. À, giờ Tý là 23 đến 1, giờ Sửu là 1 đến 3. Chúng ta cứ thuận tương tự cuối cùng tới giờ Hợi. Tới cứ hai canh giờ là một giờ theo can chi. À, giờ Tý là từ 23 giờ đêm tới 1 giờ sáng đó. Tương tự giờ Sửu là 1 đến 3 giờ sáng. Và cuối cùng chạy cho đến giờ Hợi là 21 tới 23 giờ. Giờ Hợi là giờ cuối cùng ngày, và sau 23 giờ tới 1 giờ sáng là giờ Tý của ngày hôm sau. Đó, về cái khung giờ là như vậy. Rồi còn một điểm nữa cần chia sẻ với anh chị nha. Điểm nữa là gì? Cái điểm quan trọng, một cái tương đối đi, thực ra cũng là quan trọng. Khi mà anh chị đã tìm được ngày giờ như thế này rồi thì anh chị kết hợp thêm một phần nữa, đó là gì? Hoàng đạo, hắc đạo, nhị thập bát tú 12 kiến trừ. Đó, hoàng đạo, hắc đạo, nhị thập bát tú 12 kiến trừ. Còn về cơ bản trong các ngày giờ tôi chọn cho anh chị trên đây là cơ bản dùng được hết rồi. Đây, đây mới là cái quan trọng anh chị ạ. Bảng này thì trả lời cho anh chị là hai điểm. Thứ nhất là ai sử dụng vào ngày giờ nào và sử dụng vào cái việc gì thì chúng ta lại phải tra bảng. Đó, tra bảng thì có rất nhiều sách, tôi điểm qua một vài sách nhá. Ngọc Hạp Thông Thư này, Hiệp Kỷ Biện Phương Thư này, Độc Công Trạch Nhật và các loại sách Trạch Nhật vân vân. Đó thì chúng ta có thể sử dụng được. Ví dụ khi mà anh chị muốn động thổ chẳng hạn, động thổ tức là gì? Khởi công làm nhà, xây dựng vân vân. Ở đây là áp dụng cho Dương Trạch. Thì hợp những các thần như sau: Trực Khai, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Nguyệt Ân, Tư Tướng, Thời Đức, Sáng Nguyện, Thiên Nguyện, Thiên Xá, Tam Hợp, Phượng Nhật. Tam Hợp anh chị nhé. Đó, tức là một cái sự việc thì nó cần những cái gì để tốt cho cái việc đó, và nó kỵ cái việc gì gây xấu cho cái việc đó thì chúng ta phải biết. Đó, đấy là cái phần thứ ba, là phần quan trọng. Ai là một, thời gian là hai, sự việc là ba, thì chúng ta phải kết hợp đầy đủ ba điểm. Ngày động thổ thì kỵ ngày trực kiến, phá bình thu, thổ phủ, kiếp sát, tai sát, nguyệt sát, nguyệt hình, nguyệt áp, nguyệt kỵ, nguyệt hối, thiên lại, đại thời, tứ phế, tứ ly, tứ tuyệt, địa nang, ngũ mộ, thổ phủ, thổ vù. Cơ bản cái này chúng ta ra sách. Và quan trọng nhất là anh chị cũng phải nắm được một cái điều là gì? Tất cả các ngày tốt đều có cát thần và hung thần. Thì quan trọng cái việc đó, nó cần nhất cái cát thần gì, và nó kỵ nhất cái cát thần gì, và lượng cát thần với lượng hung thần thằng nào nhiều hơn. Đấy, thằng cát thần mà nhiều, mà có những nhiều cát thần mà nó hợp với cái ngày đó là ok rồi, và hung thần nó ít là ok rồi đó. Còn ngày mà nó hung thần nhiều mà là cát thần phù hợp cái việc đó nó không nhiều thì tốt nhất là không nên dùng anh chị nhá. Rồi ví dụ thêm một vấn đề nữa, rồi cuối năm rồi, kết hôn cưới hỏi chắc là cũng nhiều việc xảy ra. Chúng ta cũng xét tương tự, kết hôn cưới hỏi hoặc bất kỳ sự việc gì chúng ta cần những cát thần hợp với việc đó, và hạn chế hung thần, kỵ cái việc đó. Về cơ bản nó là như vậy. Bất kỳ một ngày nào cát thần và hung thần luôn đi đôi với nhau. Quan trọng là gì? Nó hợp cái việc mình làm thì mình làm thôi. Đấy, hung cát thần nó nhiều, nó hợp việc mình làm thì mình làm. Còn lại nếu mà ít cái hung thần thì mình vẫn làm bình thường. Còn hung thần mà nó nhiều hơn cát thần, mà nó rất kỵ một cái sự việc gì đó mà anh chị đang muốn làm thì nên ngừng lại. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến bình luận của anh chị. Xin cảm ơn.